ready to go to sleep. How do you think? Connections. Glassing. Glassing. Connection. Writing and art. Good eye and. Write and art. Is your favorite thing to do? No, I'm afraid to do. Before you go to sleep. When you know to sleep. Từ từ, từ từ. Before you. And label it. When we show. Dừng lại. Này, phát âm này. Draw a picture. Draw a picture. And label it. Why is it important to get enough sleep at night? Share your ideas with a partner. What is your name? Bố đang hỏi. Nên trả lời thế nào? What's your name? What's your name? What's your name? Mình trả lời thế nào nhỉ? I am Mifflin. How old are you? How old are you là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Nào mình trả lời thế nào nhỉ? I'm mấy tuổi? 4 years old. The pillow. The bed, đó là the bed. Bên phải là the pillow. The bed. Rồi bên kia The pillow. The blanket. À gì? Chăn đúng không? Rồi, xong rồi. The kiss. Nhìn thơm không? Bố thơm cậu bé đúng không? Đấy. Kiss là hôn. Là thơm. Được chưa? Kiss. Rồi, cậu bé làm gì đấy? The moon. Moon là gì? Là ông trăng. Đúng rồi. Và cậu bé đang làm gì đấy? Cậu bé đang sao? Mơ. À, đọc là gì nhỉ? The dream. Dream. The dream. Dream. Nè. The dream. Nó phát này. Phát âm nè. Dream. The dream. Nào, the. Nào. The. Dream. Dream. Đấy. Đọc hai chữ nối nhau. The dream. Rồi. Rồi, còn cái gì nữa không? Con gì đấy? Con gì to? Big. Big là gì? Xe buýt. A big bus. A big elephant. A big dinosaur.
Dinosaur là gì? Khủng long à? Pillow. The games. À, bạn chơi đồ chơi. Slide là gì? Đèn. The fort. Good job. Hết chưa? Chưa. Nào con back lại nào. Back bên tay trái. À tay trái đâu? Trái, tay phải cầm bút, tay trái là tay bên kia. Ô. Tay trái là tay cầm bút kìa kìa. Kìa, có tay cầm bút ở tay trái này. Phải. Phải. Đây. Bấm chữ back chưa? Quay lại. Bấm đi, back bên kia, bên kia, góc bên kia. Đó. Đấy, đây là back. Lại nghe lại à. Bài bài khác chứ. Hết chưa? Còn mày nào ở lớp học nữa không? Kéo lên xem những bài nào chưa học nào. Bài nào học nào? Bài đấy học chưa? On là dưới à? On là trên đúng không? On the house. On the bike. On the bike. On the swing. On the swing. On the bed. On the bed. On the airplane. On the airplane. On the fence. On the bench. Table. On the table. On the skates. On the car. State. Good job. Good job. Hết chưa? Rồi. Nào kéo lên còn bài nào con bài nào được học rồi nào? One. Kéo lên, dịch lên. One. One là gì? One là gì? Một. Một. Số 1. Số 1 đây nè. Ừ, đúng rồi đấy. Số 1 của con nhỏ đấy. Listen ra là xem có gì trong đấy nào. 1. 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 1
One bed. Một cái giường. One pillow. Một cái gối. One window. Cửa sổ. One book. Một cái sách. Wow. One toy. Một đồ chơi. Một thú chơi, đồ chơi. One blanket. One desk. Một cái bàn. Một cái bàn. Hết chưa? Còn nữa không? Kéo ở dưới nào, xem còn gì ở dưới không? Không, không có. Con thử kéo lên nào, còn gì ở dưới không? Không có nữa. À, thế là hết rồi đúng không? Bye bye đi. Bye bye. Bye bye đây này. Bye bye màn hình này. Goodbye chưa?